Hello, xin chào các bạn Ngay mời các bạn tiếp tục đến với ván cờ thứ 11 Trong series 60 ván cờ đáng nhớ của Bobby Fischer Ván cờ diễn ra trong khuôn khổ giải đấu ứng viên năm 1959 Tổ chức tại thành phố Bled, nước Cộng hòa Slovenia Giải đấu nhằm tìm ra kẻ thách đấu vua cờ thứ 6 Mikhail Bovinic Ở vòng đầu tiên, Fischer chạm trán với Paul Keres Và đã tạo nên siêu phẩm Bled to Death Mà các bạn đã được thưởng thức cách đây hơn một tháng rồi đấy còn ván cờ hôm nay là cuộc chạm trán tại vòng 10 giữa Bobby Fischer và Paul Penko, đại kiện tướng người Mỹ gốc Hungary. Fischer đặt tên cho ván này là Unhead Melodies, dịch ra là những giai điệu chưa từng được nghe. Không rõ dụng ý của Fischer khi đặt tên ván cờ là gì. Để bây giờ chúng ta cùng mổ xẻ ván cờ để tìm hiểu xem sao nhé. Ở ván này Bobby Fischer được cầm quân trắng đi trước. Ông mở màn với tốt E4. Ba Penco đáp trả bằng tốt C5, triển khai thế trận phòng thủ Sicilian. Tiếp theo, trắng đi mã F3, đen đi mã C6. Trắng để tốt D4 tấn công tốt đen. Tốt đen ăn tốt trắng, mã trắng ăn lại tốt đen. Đen không ăn tiếp mã trắng mà phát triển mã F6 tấn công tốt trắng. Trắng nhảy mã C3 bảo vệ tốt E4. Đen để tốt D6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng phát triển tượng C4 chuẩn bị nhập thành đèn hiệu B6 kết hợp với mã tấn công mã trắng. Trắng lùi mã về E2. Đèn để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng nhập thành. Đen cũng đi tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng lùi tượng về B3 liên kết vững chắc với các tốt cánh hậu. Đen nhập thành. Trắng dịch vua sang H1 tháo ghim cho tốt F2. Đen nhảy mã A5 tấn công tượng trắng. Trắng phi tượng lên G5 ghim mã đen đen đi hậu C5 tấn công tượng trắng. Trắng đẩy tốt F4 bảo vệ tượng và dâng cao tốt cánh vua. Đen đẩy tốt B5 cũng dâng cao tốt cánh hậu, chuẩn bị đẩy tiếp tốt xuống B4 tấn công mã trắng. Trắng nhảy mã G3 mở đường cho hậu lên H5. Đen theo kế hoạch đẩy tốt B4 tấn công mã trắng. Trắng không chạy mã mà đẩy tốt E5 tấn công lại mã đen. Nếu tốt đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn mã đen và tấn công đôi tượng cùng tốt đen đen sẽ phải ăn lại tốt trắng và bị tốt chồng không có lợi cho đen do đó đen lấy tốt ăn tốt trắng trắng vẫn không chạy mã mà đổi tượng lấy mã của đen nếu tượng đen ăn tượng trắng thì trắng sẽ nhảy mã e4 chiếm lĩnh trung tâm tấn công đôi hậu và tượng đen nên chạy hậu về e7 thì trắng sẽ nhảy mã lên h5 hai mã phối hợp tấn công tượng đen và mở đường cho hậu trắng phi lên g4 Tốt đen g7 thì còn đang phải bảo vệ tượng, cho nên không thể đẩy lên g6 để đuổi mã trắng được. Lợi thế thì sẽ nghiêng về trắng. Do đó ván cờ thực tế đen lấy tốt ăn lại tượng trắng, chấp nhận bị tốt chồng và hở mặt vua. Giờ thì trắng mới chạy mã e4 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công hậu đen. Đen chạy hậu d4 gạ đổi hậu, đồng thời tấn công tốt b2. Trắng không đổi hậu với đen Mà phi hậu lên H5 Dồn lực tấn công phía cánh vua của đen Ở đây thì đen nên lấy tốt Ăn tốt trắng và tấn công mã trắng Sau đó đẩy tiếp tốt F5 Mở đường chéo cho hậu phòng thủ cho vua Hậu trắng ăn mã đen Thì tốt đen ăn mã trắng Mã trắng ăn tốt đen Thì đen từ tốt F5 phong tỏa đường về của hậu trắng Lợi thế sẽ thuộc về đen Nếu xe trắng ăn tốt đen thì đen vẫn sẽ đẩy tốt F5 tấn công mã trắng để mở đường cho hậu phòng thủ ô G7. Mã trắng bị ghim không thể chạy. Chạy mã thì mất xe. Mà không chạy mã thì đen sẽ đổi mã lấy tượng của trắng. Sau đó ăn tiếp mã trắng đang bị ghim. Lợi thế sẽ nghiêng về đen. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế thì đen đã không ăn tốt F4 mà lại đổi mã lấy tượng của trắng và tấn công xe trắng và máy tính đánh giá đây là nước đi ngô lù tưởng rằng trắng sẽ lấy tốt ăn lại mã đen nhưng thật không ngờ trắng đi hậu h 6 và thí xe máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài nếu đen a ăn xe trắng thì trắng sẽ nhảy mã h 5 và không gì có thể cản được hậu trắng g 7 chiếu hết Do đó đen không dám ăn xe trắng mà lấy tốt, ăn tốt trắng và tấn công mã trắng. Trắng theo kế hoạch nhảy mã H5, dọa phi hậu vào G7 chiếu hết. Đen liền đẩy tốt F5 tấn công mã trắng và mở đường chéo cho hậu bảo vệ ô G7. Trắng chạy xe qua D1 tấn công hậu đen. Đen chạy hậu E5, trắng nhảy mã vào F6 chiếu, dọa lấy hậu ăn tốt H7 chiếu hết. Đen buộc lòng phải lấy tượng ăn mã trắng mã trắng ăn tượng đen chiếu tiếp đen buộc lòng phải phế hậu ăn mã trắng để tránh bị chiếu hết hậu trắng ăn hậu đen đen chạy mã về c 5 như vậy là trắng đã đổi một mã một tượng để ăn lại được một hậu của đen lợi thế đang nghiêng về trắng tiếp theo hậu trắng g 5 chiếu buộc đen phải chạy vua h 8 và không thể bảo vệ được xe trắng lên hiệu e 7 tấn công đôi mã và xe đen Đen đi tượng A6 liên kết song xe tấn công lại xe trắng. Hậu trắng ăn mã đen, tượng đen ăn xe trắng, xe trắng ăn lại tượng đen. Đã kém hơn về chất lại còn phải đổi cả tượng và mã để lấy xe của trắng. Ván cờ được đưa về thể loại xe hậu đấu song xe. Lợi thế lớn thì đang nghiêng về bên trắng. Với lợi thế lớn như thế này thì đen biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi. Nên đành chịu thua như vậy tại giải đấu viên năm 1959 cậu bé Bobby Fischer 15 tuổi lại tiếp tục tạo nên một siêu phẩm nữa hạ đại kiện tướng penco trong vòng 27 nước đi. Pen K.O. Ván cơ được Fischer đặt tên là Unheard Melodies có nghĩa là những giai điệu chưa từng được nghe. Không rõ là ông đặt tên như vậy có dụng ý gì nhưng mà theo ý hiểu của mình thì có thể Fischer ví những nước đi như là những giai điệu và Papenko đã tính toán sót những nước đi dẫn đến mất lợi thế và cuối cùng đành phải chịu thua. Tại giải đấu ứng viên này thì còn rất nhiều các ván cờ hay được Bobby Fischer liệt kê trong series 60 ván cờ đáng nhớ. Tuy nhiên yêu cầu của các bạn khác thì cũng rất nhiều và đều là các ván hay. Mà cứ trọng trọc làm chỉ mỗi Bobby Fischer thì nó cũng đơn điệu và nhàm chán. Do đó các bạn cứ yên tâm là series 60 ván cờ vẫn tiếp diễn và các ván cờ hay khác vẫn sẽ được làm dần ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại